Hello anh em, hôm nay vốn mình là 30 triệu ấy. Một số vốn rất to. Mình sẽ vào đây chơi game Big Boss em ơi. Đây là con nên đội thưởng theo 11 nha. Thì vốn mình hôm nay là 30 triệu. Đây là con đội thưởng 11 anh em. Các bạn nhớ có sự điện hoàn nạp anh em. Mình hôm nay hoàn nạp nhưng mà do là hôm tối mình nạp rồi mình ngày mai mới đánh em bởi vì sao mình không đánh luôn. Thứ nhất là mình nạp vào đánh luôn là khả năng cao mình nó soi. Cho nên mình bữa đánh phải chờ đợi thôi anh em bây giờ mình chơi nổ hũ nha đây đem đội thưởng mình nghĩ là con game này nhiều anh em biết rồi qua nào chơi anh em ăn được nó thôi mục tiêu mình là mỗi ngày chuyển thắng 10 mê thôi anh em nhưng mà thắng là hay không thì đéo biết được mình sẽ đánh theo kiểu auto nha nổ hũ đánh auto nó sẽ dễ ăn hơn anh em ạ chứ đánh theo kiểu mà lâu lâu mới vào quay một ván thì cũng dễ ăn nhưng mà mình nghĩ là auto nó dễ ăn hơn mà chơi đéo gì anh em mình nói thật với anh em nhé chơi cái đéo gì như vậy thôi đừng cố để em một game nổ này mà xui ấy bố mày ra đánh em khác chứ đéo cố định em một game đâu biết đâu con này xui mà tí là mình ra đánh em khác nó hên này đối với mình thì sao cái đó mình đéo biết được điều gì được anh em nha đéo biết được đây này được free à? đúng rồi được 15 lần free luôn anh em này 15 lần free không lý không được 8 m đúng không tổng thưởng 400 ngàn này này mà còn 12 lần nữa từ từ lên nào ngon đấy anh em một triệu này ít ra là mình hòa vốn ván này này còn bây giờ tính đến thắng thôi anh em này Má nó ngon chứ kìa đây này đây này đây này đây này ui pha đó mà nổ được có 600 trăm kìa anh em ơi cái đéo gì phải trời tổng thượng mới được có 27 mươi tổng thưởng mới đâu có bốn năm cứ từ từ rồi còn tám ván nữa mà tám ván nữa mà anh em ơi Công lý nó không hòa lại cái vốn. Đúng không? Không hòa lại cái vốn là không xui đấy. Mình 15 ván và 15 ván mình đặt được mất 15 mê rồi. Quay nhỏ gì đâu? 15 mê được có 61 đấy anh em. Nếu 15 lần free mình mà đặt 15 lần một là 1 mê ấy thì mình mất ít nhất là 15 mê đúng không? Mà bây giờ mình mới được có 84. Nó chưa hết đâu nha. Chưa hết đâu nha em ơi. Còn lên nha 10 mê đấy. 10 mê đấy anh em. Mười mê đấy nha Giờ bên nó có cho thắng được không đây ta Cho thắng nữa đi Má à, được 15 lần free nha em kìa Quá ngon luôn đấy Quá ngon luôn đấy anh em ạ Đó anh em thấy không Anh em đánh một thời gian này đánh cái gì Anh em phải có thắng có thua thôi anh em ạ 15 mê là giỏi lắm mình hòa vốn nói anh em kìa Nếu mình đặt thật sự ấy Giỏi lắm mình hòa vốn thôi mình đéo thắng to Ôi đây 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 Không nha không nha Thắng 16 mê anh em ơi Thắng 1 mê nếu 15 mê này mình đặt đấy Mình thắng tầm đó là 1 mê 4 Đấy Ngon anh em ngon chứ Ui Tuyệt vời quá Đây đây, đây nữa đây nữa Đúng luôn này Hai anh này ra là có này nổ to đấy Đấy 3 mê nữa mà Đây này Ui nó. Game đéo này nó quay hay anh em ạ à. Hên nó cho hên một chuỗi luôn nha Nghĩ 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 anh em ạ à nghĩ rằng đéo đánh to nữa bởi vì bây giờ mình đã thắng rồi mà mình đã nói thắng một ngày mười mê rồi mình đã thắng lên được rồi thì nghĩ thôi anh em quay ván rồi này đây này đúng rồi thắng đi thắng đi đừng có nổ một xíu xíu nha 800 này 900 này thế mà đéo lãi gì à? đây này đây này đây này ván này có lại lãi này đó bị ngay mà 36 luôn anh em ạ ngon không anh em ngon chứ thật sự ban đầu đánh ấy mình cũng đéo kỳ vọng mình thắng lên hơn 20 thôi đâu nhưng mà bây giờ 20 là mình đéo cần á mình đánh theo kiểu là nếu thắng được lên nữa thì mình ngon đéo thắng được thì ok mình chấp nhận thua 20 đó thôi má thua ba bàn liên tục kìa mẹ tụi mày nhá cay thế ui ba sáu mê nó kìa luôn lòng tham mà giúp mình ra đảo anh em ạ à. Ui, để, để, bố mày đèo đánh nguyên món nữa Thuột chuỗi rồi mà Thua chuỗi mà cứ cố gắng đánh là dễ toang lắm Má nó kìa thua lại luôn đấy Biết đường lúc này nghĩ mé rồi Anh em ơi là anh em ơi Ngu thế Sao mình ngu thế anh em Đó anh em thấy không Cho nên anh em xác định từ đầu là ngày hôm đó thắng lên bao nhiêu Nghĩ được thắng là được đấy Nên nghĩ đi Đừng có tham tham mà ăn to nữa Lòng tham sẽ giúp anh trong đa đảo thôi à? Đéo có chuyện anh em ăn được nó đâu. Em biết hôm nay nó có ăn được nó không đây chứ. Đây này lên lại 40 mê 600 này. Nghĩ anh em ơi. Mình nghĩ là nên nghĩ vậy thôi nha. Chứ bởi vì mình tham đánh nữa thì mình sợ là còn một cái nịt anh em. Thoát nha. Đéo lên chơi nữa chơi là tí là còn một cái nịt để ra bây giờ mình đã thắng tầm đó 10 mê rồi khi thắng như này rồi mình khuyên anh em rằng nó rút luôn cho mình nha thà rằng các bạn chơi ấy, mà các bạn thua liên tục ấy thì tốt nhất các bạn ơi nếu các bạn đang chơi nổ hũ phá băng đúng không các bạn thua liên tục ấy tốt nhất các bạn cứ ra đánh game khác đi game nó thua ấy thì biết đâu con game khác nó lại hên đối với anh em làm sao anh em đừng có cố định em một game nếu anh em cứ cố định em một game ấy thì mình đảm bảo một điều rằng em chỉ có toang mà toang mà toang thôi anh em ạ à. nên chơi phải giữ cái bình tĩnh cho mình nha ôi mình đã thắng được như thế này là ngon rồi nha nên bên em thúc nha anh em ơi anh em đừng quên để cho một like và đăng ký nha bởi nó còn lớn đấy giúp mình tạo ra cái video clip hay hơn và chất được anh em ơi các anh em nha như thắng anh nhớ rút hết cho mình nha mình thì không rút giờ online nha bởi vì là lộ thông tin anh em nha có anh em